vị luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cựu phó tổng thư ký Ủy ban Trung ương các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, trưa hôm nay gửi một thư ngỏ lên cấp lãnh đạo yêu cầu giải thích việc cấm biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc. Và nội dung phát biểu mới đây của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trong vòng đối thoại thường niên Việt Nam Trung Quốc có phải là chủ trương của nhà nước hay không? Thành Trúc phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng về nội dung bức thư ngỏ này. Tôi mới về đi hồi trưa nay, thật ra thảo thì cũng không lâu lắm và tôi có đem bàn bạc một số anh chị em trong phong trào sinh viên cũ đó. Tôi viết cái bức thư ngỏ với tư cách một công dân bình thường nhưng mà đồng thời cũng là một người đã từng có cái quá trình đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ đất nước này. Thật ra từ cái lúc tôi nghe Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ra cái lệnh cấm biểu tình và sau đó là hàng loạt những việc làm có tính chất là đối phó và có tính chất là nó bôi xấu một số nhà trí thức rất là đáng trân trọng của mình đó. Tôi rất là bức xúc. Tôi cũng đã ký tên vào cái danh sách những người mà phản đối cái lệnh cấm biểu tình đó. Cô biết là trong cái tuyên cáo ngày 25 tháng 6 năm 2011 á, chủ sướng ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều anh em sinh viên học sinh trước đây đã từng tham gia vào tuần lễ này, ký tên là có cái điều khoản thứ tư đó. Tức là nói là nhà nước không có một lý do gì mà phải ngăn chặn những cái cuộc biểu tình yêu nước trong cuộc hòa thật sự. Nhưng mà cái văn bản của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội toàn là bất hợp pháp cho nên không ai ghi tên và nó đi ngược lại cái tinh thần của bản tuyên cáo của chúng tôi. Vì vậy là chúng tôi cũng cảm thấy nó là qua cái thông tin thì tướng mình đi Trung Quốc theo cái cuộc đối thoại hàng năm về quốc phòng. Nhưng mà trong cái buổi làm việc này thì ông Vịnh lại phát biểu những cái ý kiến đó, tôi cho là vượt thẩm quyền. Trong đó một cái nội dung mà gây phẫn nộ nhất đối với nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có một số anh em sinh viên học sinh trước đây đã đấu tranh phong trào đó. Bởi vì chúng tôi đấu tranh để giành lại độc lập tự do cho Trung Quốc và đấu tranh để bảo vệ cái danh dự, cái lập tự thôn của dân tộc. Nhưng bây giờ một cái vị tướng lãnh mà lại đi tự cam kết với Trung Quốc rằng là sẽ cấm biểu tình rồi hứa rằng là không để tái diễn cái việc đó nữa thì tôi cho rằng là không được. Cái đó là hoàn toàn tướng mình không có quyền, hoàn toàn không có quyền phát biểu như vậy. Vì vậy bên chúng tôi đặt vấn đề cái trách nhiệm của các cái đồng chí lãnh đạo cao, các vị lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước là phải chăng đã có ai chỉ đạo vấn đề này và các vị có đồng ý với những cái ý kiến đó hay không thì phải trả lời tính minh bạch trước những nhà nước ta. Bởi vì đây là công việc hoàn toàn nội bộ của lãnh đạo độc lập và tự chủ. Do đó mà khi anh nói với Trung Quốc như vậy, Trung Quốc đi để làm yên lặng Trung Quốc rồi, thì như vậy chứng tỏ là anh không còn độc lập. Đây là việc hoàn toàn là nội bộ của quân nhân Việt Nam và quân nhân nước Việt Nam. Vì vậy nên chúng tôi đặt vấn đề với các cái vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước và của đảng Việt Nam hiện nay đó, đang cầm quyền đó, là phải lạc rõ trước công luận là cái việc đàn áp, cái việc cấm đoán biểu tình rồi bôi lọ một số nhân sĩ trí thức đó, cũng như là cái ý kiến của Trung Vịnh đó, phải chăng là đã có sự thống nhất của các cái nhà lãnh đạo của ta nhất của Việt Nam. Còn nếu ngược lại, nếu không phải là chủ trương chính thức của đảng nhà nước thì phải nghiêm trị và đảng nhà nước phải có trách nhiệm trả lời trước công luận về vấn đề này, tạo một cái lòng tin đối với người dân là như ai làm sai trái với quyền, làm quyền thân dư là quyền phải bị trừng trị của các thích đáng, và như vậy tạo một kỷ cương của một cái nhà nước quyền. Và quan điểm như vậy chúng tôi viết cái thư gõ đó, chúng tôi muốn đưa cái vấn đề này ra công khai. Thưa ông Lê Hiếu Đằng, khi mà ông viết một thư ngõ như vậy thì ông có hy vọng là ông sẽ được phúc đáp, ông sẽ được giải thích, bởi vì sự trả lời đối với ông cũng là sự trả lời đối với một số người đang cần hiểu được cái quan điểm của nhà nước. Thật lòng mà nói là tôi cũng không mong là có sự trả lời sòng phẳng và công khai về vấn đề này. Bởi vì kinh nghiệm của một người dân trong một đất nước như thế này đó
thì ngay cả bản thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã có thư gửi cho các vị lãnh đạo trong vấn đề Bù Xích Tây Nguyên, vấn đề phá bỏ cái hội trường Ba Đình á, nhưng mà vẫn không được trả lời. Thì như vậy đối với tôi, một người tuy là cũng có quá trình đấu tranh, nhưng mà so với Đại tướng Giáp là một trời một vực. Nếu Đại tướng Giáp mà còn không được các nhà lãnh đạo Việt Nam trả lời thì tôi cũng không hy vọng về vấn đề đó. Nhưng ở đây là ý tôi muốn nói chẳng những là nói với các vị lãnh đạo Việt Nam, mà ý tôi muốn nói là đối với dân Việt Nam rằng trong xã hội chúng ta phải có những cái người dám nói lên những cái ý kiến để phê phán những cái sai trái, những việc làm không đúng của cán bộ, của những cái người lãnh đạo của Việt Nam. Như vậy thì mới thể hiện một cái xã hội thật sự là dân chủ. Nếu đứng trước những sai trái, những việc làm không đúng mà ai cũng im lặng hết thì tình hình sẽ như thế nào? Đất nước này sẽ đi về đâu? Vì vậy chúng tôi cũng không hy vọng, cũng như vừa rồi có cái tuyên cáo rồi cái kiến nghị của nhân sĩ trí thức, nhưng mà cũng không được trả lời. Thật ra vấn đề trả lời công dân là một thái độ xử lý văn hóa, tức là một hành xử văn hóa. Không trả lời là không văn hóa. Ngay một cái người bình thường khi viết thư cho anh thì lịch sự anh cũng phải trả lời. Huống hồ gì là đại diện của các tầng lớp nhân dân như nhân sĩ trí thức, ý và kiến nghị, ý và tuyên cáo như một hợp và không được trả lời. Thì riêng cá nhân tôi thì tôi cũng không hy vọng vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng đưa ra công luận cái vấn đề đó để bạn dân thiên hạ xem thì như thế nào, ai đúng ai sai. Và tôi cho là cái công khai minh bạch là một trong vấn đề rất quan trọng. Để cái việc làm sai trái, cái ác, cái xấu phải được phơi bày. Thì như vậy thì ta mới là tạo thành một cái xã hội lành mạnh được. Phải làm cho người dân tin rằng chúng ta đang xây dựng một xã hội tốt đẹp. Cùng với cái dòng chảy hiện nay trên thế giới đó, tức là cái dòng chảy tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Thưa ông Lê Hữu Đằng, xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của ông liên quan đến bức thư ngỏ gửi cho các nhà lãnh đạo Việt Nam.